Thưa quý vị, tình hình cung ứng xăng dầu ở Kiên Giang đang gặp khó. Nhiều cây xăng tạm ngưng phục vụ. Người dân thì ùn kéo nhau đi mua xăng do lo lắng không có nhiên liệu để đi lại. Chờ đợi gần 30 phút chỉ để được đổ 20.000 đồng một lượt. Ghi nhận của phóng viên tại thành phố Rạch Giá. Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều ngày 10 tháng 10, người dân tại thành phố Rạch Giá tìm đến nhiều cây xăng mới có thể mua được xăng. Vì nhiều cửa hàng kinh doanh treo biển hết xăng hoặc ngưng bán cho đang nhập hàng. Một số ít cửa hàng vẫn mở bán thì xuất hiện cảnh tập trung đông người chờ đổ xăng. Vì chạy đi ba cây xăng rồi đó, ba cây mà không có rồi tới cây này thứ hai là vì đổ được 20.000. Vậy tính chạy qua cây xăng kia có không gì đổ thêm nữa. Bây giờ tính qua đây đổ thêm 20 nữa mà sợ người ta la. Tôi từ ở cầu Hoàng tôi chạy ra tới cầu Đốt. Toàn bộ cây xăng trong hệ thống đó, tức là ghé vô đổ thì nó nói hết xăng. Chỉ có ghé vô được hai chỗ, một chỗ là ngay chỗ cái điện lực, ngoài đó thì nó đang nói đang nhập xăng một chút nữa mới đổ được. Quay về đây thì được đổ có cây này 20.000. Anh Trương Phúc Khang cho biết anh đã đi tìm chỗ đổ xăng, đi đến đâu cũng đóng cửa. Khi tìm được cây xăng mở cửa thì phải chờ đợi từ 20 đến 30 phút mới đổ được 20.000 đồng. Tôi đi là 8 cây xăng rồi đó, mỗi một cây xăng tôi đổ chỉ được 20.000, mà cây xăng tư nhân là đóng, cây xăng nhà nước mới có bán, còn cây xăng tư nhân nó đóng hết, nó không bán nó hết xăng. Nhưng mà thực sự là không hết xăng đâu. Tôi đi từ Mỹ Tho đây 4-5 cây xăng không có cây nào đóng cửa chân luôn, xăng không có vụ hết được. Khi nào mà mỏ dầu nó hết đó thì mới hết xăng thôi, có phải không? Chứ tôi nghĩ bây giờ mình phải giải quyết sao cho dân chúng tôi sống chứ bây giờ giờ này chết chúng tôi đâu rồi. Tại cây xăng số 1310 trên đường Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, rất đông người dân đến mua xăng. Do lượng khách tăng đột biến nên lượng xăng bán ra cũng tăng cao. Chưa nghe thông tin gì cả mà thấy người ta bảo là hôm nay xăng mấy cây xăng này không bán á. Chỉ biết như vậy thôi. Trong xe còn xăng không? Còn được tầm 10 lít. Anh Trần Chăn khen, cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu số 1310 trên đường Nguyễn Trung Trực, phường An Bình cho biết, từ sáng sớm, lượng người đến đổ bắt đầu đông và kéo dài đến tận chiều. Tổng lượng xăng dầu bán ra có thể đạt hơn 16.000 lít, tăng gấp đôi so với ngày thường. Anh Khen cho biết hiện nay tại cửa hàng chỉ còn 900 lít xăng và 1.000 lít dầu. Nếu người dân cứ kéo nhau đi đổ xăng như thế này, thì có thể 2 tiếng sau, cửa hàng sẽ không còn xăng để bán. Nhưng anh Khen cho biết, Tổng công ty Petrolimex Sài Gòn đã quy động xe bồn vận chuyển xăng dầu từ kho về nhập cho tất cả cửa hàng bán lẻ trong hệ thống, tăng cường nguồn cung, bù đắp cho các cửa hàng lân cận đóng cửa hoặc bị gián đoạn nguồn cung cục bộ vào đêm 10 tháng 10. Vì vậy dự kiến vẫn có xăng để cung ứng cho người dân.